COGSM chỉ ra 5 ý nghĩa của việc VinFast niêm yết tại Mỹ với định giá 23 tỷ USD. Mới đây, COGSM Nguyễn Văn Thanh đã có bài đăng trên trang cá nhân về sự kiện VinFast sẽ niêm yết tại Mỹ với định giá 23 tỷ USD. Cụ thể, ông Thanh Nguyễn chỉ ra 4 ý nghĩa của sự kiện này như sau. Thứ nhất, VinFast sẽ trở thành công ty thuần điện lớn thứ 3 trên thế giới sau Tesla và Li Auto. Thứ hai, VinFast sẽ lọt top 20 nhà sản xuất ô tô lớn nhất trên số một số cái tên mà chúng ta vẫn hay nghe như Mazda, Volvo hay Nissan. Thứ ba, VinFast sẽ trở thành doanh nghiệp Việt Nam được định giá cao nhất nếu so ngược với chứng khoán Việt Nam. Hiện Vietcombank đang lớn nhất với 19 tỷ USD. Thứ tư, VinFast sẽ trở thành một trong những thương vụ IPO lớn nhất trong năm 2023. Và thứ năm, VinFast sẽ là công ty giá trị nhất của Việt Nam tại thị trường nước ngoài. Ông Thanh nói thêm những điều trên sẽ đúng nếu chữ nếu kia thành thật. Dự kiến VinFast sẽ tiến hành sáp nhập với Blackspace Acquisition Co. trong năm 2023 với giá trị công ty sau sáp nhập là 27 tỷ USD, trong đó giá trị vốn chủ sở hữu là 23 tỷ USD. CEO này cho rằng, chưa nói đến việc thành công hay thất bại, đây chắc chắn sẽ là một câu chuyện truyền cảm hứng, một case study để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp theo đang tìm đường đưa thương hiệu Việt ra ngoài biển lớn, có thêm động lực và kinh nghiệm đi tiếp. Bất cứ dự án nào Go Global, cho dù là lớn hay bé cũng rất đáng tự hào, cần sự cổ vũ và hỗ trợ của cộng đồng. Điều họ đã và đang làm là rất dũng cảm, tâm huyết và ít người dám làm. CEO GSM kết luận, trước đó ngày 12 tháng 5 năm 2023, VinFast Auto BTE.LTD và Blackspace Acquisition Co. công bố thỏa thuận sáp nhập doanh nghiệp. Sau giao dịch, VinFast có mức định giá hơn 23 tỷ USD và tiếp tục kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Công ty hợp nhất sẽ có giá trị doanh nghiệp khoảng 27 tỷ USD, giá trị vốn chủ sở hữu là 23 tỷ USD. Sau khi sáp nhập, chưa bao gồm số tiền sẽ quy đổi từ 169 triệu USD tiền mặt tín thác. Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc trong năm 2023 sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông, cũng như các điều kiện hoàn tất khác theo thông lệ. Sau giao dịch, các cổ đông hiện hữu của VinFast sẽ sở hữu 99% trong công ty sau sáp nhập. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.